Thưa quý khán giả, theo Tòa án Nhân dân tỉnh, việc hòa giải đối thoại trong tố tụng dân sự và hành chính ngày càng đóng vai trò quan trọng trong giải quyết các tranh chấp tại tòa án là phương thức hiệu quả bảo đảm quyền tự định đoạt, quyền tự quyết của các đương sự. Do đó, việc thành lập 6 trung tâm hòa giải đối thoại tại Tòa án Nhân dân 2 cấp trong tỉnh kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2018 đến nay đã đem lại những kết quả thiết thực, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng công tác hòa giải, giảm tải án cho tòa án, chi phí công sức cho người dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại Tòa án Nhân dân thành phố Biên Hòa. Sau hơn 6 tháng thí điểm thành lập trung tâm đối thoại hòa giải của tỉnh Đồng Nai thì theo các cơ quan chức năng đánh giá, ngoài việc giảm lượng án cho các tòa án thì các trung tâm hòa giải đối thoại đã góp phần làm giảm chi phí, tiết kiệm án phí cho người dân. Là một trong những trung tâm hòa giải đối thoại thí điểm hoạt động sớm nhất của tỉnh Đồng Nai, tại trung tâm hòa giải đối thoại thành phố Biên Hòa, tất cả các hòa giải viên và đối thoại viên được chọn từ những người là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, chuyên viên pháp lý hoặc những người có kiến thức pháp luật, có năng lực, kinh nghiệm trong hòa giải đối thoại. Kể từ khi đi vào hoạt động, mỗi ngày ông Trần Công Doanh cũng như các hòa giải viên tại trung tâm hòa giải đối thoại thành phố Biên Hòa phải giải quyết hàng chục vụ việc như thế này, căng thẳng có, mệt mỏi có, nhưng đối với những hòa giải viên như ông Doanh, tất cả sẽ tan biến khi hòa giải đối thoại thành công. Qua quá trình thành lập cái trung tâm hòa giải và làm việc ở đây thì những người dân mà lên xin hòa giải, thứ nhất là về vấn đề ly hôn, hôn nhân gia đình, thứ hai về tranh chấp dân sự thì có là đất đai, rồi nợ ngân hàng, chẳng hạn là coi như các vấn đề vay mượn vay nợ. Quy trình mà để là nhận và xử lý hòa giải đối thoại tại Tòa án Nhân dân thành phố Biên Hòa thì trước tiên khi tòa án có hai nguồn nhận đơn, nhận trực tiếp và nhận từ tòa án chuyển sang trung tâm, thì sau khi tòa án nhận và xử lý đơn thì sẽ chuyển sang cho trung tâm, thì khi nhận thì trung tâm sẽ xem xét về cái thẩm quyền giải quyết cái vụ việc hòa giải đối thoại có phải thuộc thẩm quyền hay không. Thì sau khi mà nhận được thì giám đốc trung tâm hòa giải sẽ phân công lại cho hòa giải viên hòa giải từng loại vụ việc. Với mức độ trung bình tiếp nhận và xử lý trên 100 lượt hòa giải đối thoại mỗi tháng, tính từ tháng 11 năm 2018 đến nay, trung tâm hòa giải đối thoại thành phố Biên Hòa đã thụ lý trên 800 vụ việc các loại, trong đó đa phần là các vụ việc liên quan đến hôn nhân gia đình, dân sự, kinh doanh thương mại. Tỷ lệ hòa giải đối thoại các vụ việc thành công đạt trên 60%. Với những kết quả đạt được và lợi ích thiết thực do trung tâm hòa giải đem lại đã góp phần nâng cao chất lượng công tác hòa giải, giảm tải án cho tòa án, chi phí, công sức cho người dân. Gần 6 tháng thí điểm hoạt động, các trung tâm hòa giải đối thoại đã đạt được hiệu quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, thực tế hoạt động của các trung tâm hòa giải đối thoại này vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cần có sự quan tâm về mọi mặt của các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương.